Mặc dù chỉ có bộ pin 20kWh nhưng Sakura có tầm hoạt động xa hơn Leaf thế hệ đầu tiên. Mặc dù có vẻ là ứng cử viên sáng giá cho điện khí hóa nhờ kích thước nhỏ và định vị xe hơi trong thành phố, phân khúc xe Kei của Nhật Bản đã chứng kiến sự khan hiếm xe điện trong vài năm qua, với Mitsubishi Eniac vào đầu những năm 2010 là một trong những chiếc xe Kei chạy điện duy nhất tung ra thị trường. Nhưng bây giờ Nissan đang bước vào cuộc cạnh tranh với Sakura, một chiếc hatchback chạy điện hoàn toàn dựa trên đây hiện có. Thiết kế của Sakura đã được xem trước trong bản concept im từ năm 2019 và kiểu dáng của mẫu sản xuất không thay đổi nhiều. Phần đầu xe gợi nhớ đến mẫu SUV Ariya với lưới tản nhiệt lớn màu đen, đèn pha LED góc cạnh và huy hiệu chiếu sáng. Các cột trụ sơn đen mang đến cho Sakura vẻ ngoài mái nhà nổi và các bánh xe bốn chấu tuyệt đẹp được thiết kế để trông giống như các nút Mizuhiki được tìm thấy trên quà tặng và gói. Phần đuôi xe cũng rất ngầu, với một thanh ánh sáng toàn chiều rộng được xếp xuống như một hàng rào lưới. 15 màu có sẵn, với 4 cách phối màu 2 tông tùy chọn lấy cảm hứng từ các mùa và có các điểm nhấn bằng đồng. Rõ ràng là màu hồng là tốt nhất. Nội thất cũng sang trọng. Sakura trang bị tiêu chuẩn với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch tích hợp định vị và Apple CarPlay không dây. Bảng điều khiển nằm ngang cung cấp nhiều không gian lưu trữ và khay ở giữa có thể để vừa điện thoại hoặc ví tiền. Sakura có các ngăn đựng cốc đặc biệt để đựng đồ uống. Ghế trước bằng vải mềm được bọc trong một loại vải sang trọng được lặp lại trên các tấm cửa và bảng điều khiển, và nội thất có màu be, đen hoặc xanh xám. Cung cấp sức mạnh cho Sakura là một động cơ điện duy nhất ở trục trước, tạo ra công suất 63 mã lực, mức công suất cao nhất cho phép theo quy định của KEK, và mô men xoắn 144 pound-feet. Dung lượng gói pin lithium-ion của nó chỉ là 20kWh, khác xa so với gói 80kWh của Leaf thế hệ đầu tiên. Nhưng phạm vi hoạt động 112 dặm của Sakura tốt hơn so với con số phạm vi ban đầu của Leaf. Sakura có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các công cụ và thậm chí là gia đình. Cung cấp lượng điện trong ngày trong trường hợp cúp điện hoặc khẩn cấp, và gói của nó có thể sạc nhanh đến 80% trong khoảng 40 phút. Sakura thậm chí còn có sẵn với bộ hệ thống hỗ trợ lái xe ProPilot của Nissan và công nghệ đỗ xe tự động cũng được bao gồm. Sakura sẽ được bán tại Nhật Bản vào mùa hè năm nay. Với Nissan nhận xét rằng chiếc xe sẽ là người thay đổi cuộc chơi đối với thị trường Nhật Bản, giúp xe điện dễ tiếp cận hơn với đại chúng. Với mức giá khởi điểm tương đương khoảng 14.000 đô la một khi trợ cấp xe điện được tính vào, Sakura dường như sẵn sàng làm được điều đó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!